đồ vô cao hết. Ủy ban nhân phường bị dương trao giải nhất là 3 triệu cho mỗi đồ đua, riêng đồ phá là 5 triệu. Đại Thủy Dương cố lên. Đua tài đến trong như ý là một trong những hoạt động tại chợ quê ngày hội, đồng thời thông qua đua tài để xây dựng mối đoàn kết gắn bó tình làng nghĩa xóm. Đồ tiên một tại trong bạc, các bạn mới lưu ý, đồ tiên một thua 2 vòng bố cao, 2 vòng bố cao đừng lộ ra. Đồ tiên một thua 2 vòng bố cao. Em đứng đây quay giúp anh ơi, lát lát anh quay lại. Đi à? Đề nghị các cổ động viên chúng ta không được đưa đá. Như vậy là đề nghị các
còn việc không được trả chậm trả nhiều. Hai ngày vừa rồi là hợp lệ thì chúng ta không được chống nhầm giả nhèo. Đề nghị các quận viên chúng ta đã về đến đây không được chống nhầm giả nhèo. Các vận động viên chúng ta không được bắt đầu. Đề nghị chúng ta chơi với tinh thần thể thao, trung thực cao thượng. Các vận động viên chúng ta không được nóng. Để đồ đua đẹp, độc đáo, đừng đâm, đừng đụng đồ, đừng đạp, đừng đập đá, còn đi hết. Đề nghị các phóng viên chúng ta chọn các trại của mình ra khỏi khu vực phóng quang để tiếp tục cho đồ đua tiếp theo. Đề nghị các phóng viên chúng ta chơi theo tinh thần fair play. Để đồ đua đẹp, độc đáo, đừng đâm, đừng đụng đồ, đừng đạp, đừng đập đá, còn đi hết. Tất cả các trại khi về đây chúng ta phải gạt kèo qua vạch đích và ra đích như vậy mới tính kết quả cho đồ đua đó. Đề nghị các trại chúng ta lưu ý con đợt chạy trong đoàn, vì vậy tất cả các lái phải mặc áo lái và gạt kèo tại vạch đích tại ra đích và ban tổ chức là bộ đi để tận thân tất. Trời mù lắm. Đề nghị thị phụ chúng ta gạt kèo. Đại diện của 6 trại chúng ta lên phía trên để nhận giải của ban tổ chức. Giải nhất đơn vị trại Thủy Phương, giải nhì Thủy Tân, giải ba Thủy Thanh, giải tư Thủy Lương, giải năm Thủy Châu và giải sáu Phú Bài. Ở đồ viện hai này là ủy hội đồng nhân, ủy ban nhân, ủy ban mặt trận tổ quốc Việt Nam trả Thủy Thanh tặng cho đồ viện hai, bảy Thủy Dương và thứ tám Phú Bài. Ban tổ chức xin nhắc lại, giải đua trại lần này mục đích là giao lưu học hỏi và chào mừng thị xã Hương Thủy đón nhận huân chương độc lập hạng 3 và công nhận đơn vị hoàn thành nhiệm vụ nông thôn mới. Vì vậy ban tổ chức cũng lưu ý đề nghị các trường đoàn, các chủ trại cùng như các vận động viên chúng ta chơi thể thao với tinh thần fair play, trung thực cao thượng, chơi với tinh thần đoàn kết. Vì vậy đề nghị các vận động viên chúng ta không được manh động và tạo cái sự đoàn kết cho các đơn vị và tạo cái sự thành công cho giải lần này. Đề nghị các trường đoàn nhắc nhở. Quá vừa tích trò ngày đi đu bơi quá đẹp luôn, đến cả tuyệt vời. Trời ơi, mưa chứ. Tí về cái do ấy, có mưa. Tí về cái do. Xe xe lại, đi lòng nào. Đề nghị thôi, đừng khởi động nửa nghe. Hai cái đỏ đi, hô cho tôi. Máu lên mà đua đồ tiên một. Đồ nào chắc mà đua tiên vui tập thực đồ nảy mơ. Bây giờ này, nhắc lại này, 60 phút mà cái nào chậm, tài nào chậm được quay đua luôn, cho mau. Bố là đúng là xã đó, cái bả lại rồi. Đi báo rồi đi.